Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, hiệu quả, trong năm 2021, Hội Nông dân thị xã Sapa đã đẩy mạnh thực hiện đề án chống thả rông gia súc tại 15 xã phường và nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân. Không có diện tích đủ lớn để thực hiện xây dựng chuồng nuôi nhốt gia súc tập trung, nhưng ông Sùng A Dơ, thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa, vẫn quyết định đầu tư trên 20 triệu đồng để làm mới hai chuồng nuôi nhốt gia súc ở hai vị trí khác nhau. Nuôi nhốt trâu béo lắm, không bị bệnh, mùa lạnh dễ đốt lửa ấm. Chất thải mình cho vào hố ủ làm phân bón để trồng lúa, trồng ngô tốt lắm. Hiện nay là đồng bào đã làm các cái chuồng trại là kiên cố, thế rồi là che chắn cẩn thận. Đấy, trâu bò thì khi mà trâu bò thì lúc này là không còn thả nữa, thì các cái tuyến đường liên thôn ở tuyến đường xã là nó sẽ sạch sẽ hơn. Thứ nữa là khi trâu bò mà gia súc mà không được thả thì cái tỷ lệ mà chết ấy là cũng giảm rất là rõ rệt. Trong năm 2021, thị xã Sapa đã có thêm 500 hộ thực hiện xây dựng mới, sửa chữa, gia cố chuồng trại chăn nuôi. Trên 4.500 hộ chăn nuôi có chuồng kiên cố đảm bảo, chiếm 96% tổng số hộ chăn nuôi toàn thị xã. Trên 200 hectare cỏ voi, ngô dày được trồng. Gần 81% thôn thực hiện ký cam kết chống thả rông gia súc. Hội nông dân chúng tôi sẽ đang ý tưởng là sẽ thành lập các cái tổ nhóm để khuyến khích bà con hình thành cái nuôi nhốt theo nuôi nhốt gia súc theo tổ nhóm, và họ sẽ cùng giám sát, cùng hỗ trợ nhau để làm sao là từng bước là thay đổi. Có những cái mỗi thôn bản, mỗi cụm dân cư sẽ có một nhóm hộ làm là thực hiện nuôi nhốt để cộng đồng nhìn vào và để học tập làm theo. Với việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thả rông gia súc, Hội Nông dân thị xã Sapa đang kỳ vọng việc nuôi nhốt gia súc sẽ dần trở thành thói quen của tất cả người dân, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, cũng là để tạo môi trường du lịch thân thiện trong lành và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.